Đây là tấm ảnh thẻ mà mình mới vừa chụp ngày hôm qua. Câu chuyện là ngày hôm qua mình có một việc gấp cần phải chụp một tấm ảnh để làm cái passport mới. Và bởi vì quá gấp đi cho nên mình không thể nào chạy về nhà, set up ánh sáng, set up camera và tự chụp hình ảnh của mình để cho đẹp nhất, đúng không? Cho nên mình đã ghé ngang qua một cái tiệm chụp ảnh. Và ở tại tiệm chụp ảnh đó có một bà chị là photographer, có vẻ rất là chuyên nghiệp, đã giúp mình chụp những cái tấm ảnh thẻ này. Nếu các bạn theo dõi kênh YouTube này lâu dài thì các bạn cũng thường xuyên nghe mình nói cái câu đó là trong sáng tạo đôi khi chúng ta không cần phải theo những cái gọi là quy tắc. Thì đúng, chính xác, ba chị chụp ảnh này đã phá vỡ mọi nguyên tắc ở trong nhiếp ảnh mà từ trước tới giờ mình làm nghề đã mấy năm rồi. Mình cứ nghĩ là mình cũng có một số kinh nghiệm và vốn luyến về nhiếp ảnh, nhưng đến khi gặp cái bà chị này, wow, mở rộng ra một chân trời mới. Để chụp ra những cái tấm ảnh thẻ chân dung đẹp như thế này thì chị đó đã sử dụng một chiếc lens gần như là 24. Thứ hai là về phần ánh sáng, chị đó đã sử dụng cái ánh sáng trần của cái tiệm đó, cái ánh sáng mà nó bị ám màu xanh lá cây, nó gõ từ trên xuống dưới ở trên cái màu ác của mình, tạo ra hai cái hốc mắt đen nhìn rất là cinema đi. Và thêm một cái nữa đó là chiếc camera chị đó sử dụng để chụp nó rất là xịn nha, chụp 5-6 tấm liên tục vẫn bị eo nét. Thì đó là tất cả những cái kỹ thuật siêu đẳng mà chị photographer này đã chụp ra những tấm ảnh thẻ của mình. Bao nhiêu cái tinh túy ở cái vẻ đẹp trai mà ba mẹ mình đã tạo ra, đặt và trao nó cho mình đã được chị lột tả một cách nó trần trụi nhất. Nhưng bởi vì ngày hôm qua mình khá là bận và cái sự kiện nó diễn ra quá gấp rút đi và bắt buộc phải sử dụng những cái tấm ảnh này, không có sự lựa chọn nào khác hết, chấp nhận thôi, phải sống với lại cái passport này khoảng 10 năm nữa hả? Mình không biết là nếu như mà mình sử dụng cái passport này để mà di chuyển ở những sân bay thì có bị các anh hải quan dịnh lại, bởi vì ở ngoài đời mình đẹp trai hơn nhiều hơn là ở trong những cái tấm ảnh này. Anyway, đó là một câu chuyện vui mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Còn nhân vật chính ở trong cái video này đó là chiếc microphone mà các bạn thấy mình đang cầm trên tay và nói chuyện từ nãy tới giờ. Đây là một chiếc condenser shotgun microphone. Nhưng tại sao các bạn lại không thấy có bất cứ một cái sợi dây nào đang kết nối vào trong chiếc microphone này? Và đây không phải là một cái recorder luôn. Tất cả những cái âm thanh mà các bạn nghe từ đầu video đến giờ được ghi âm chạy vào chiếc microphone và bắn không dây vào cái cục receiver đang được kết nối trên camera. Có nghĩa là cái phần âm thanh đã được back in, nấu và dính chặt ở trong cái video luôn, không có cần phải sync khi edit nữa. What? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những trải nghiệm và đánh giá với cái bộ microphone siêu mới và cái tên của nó là Comica CVM VM30. Chia sẻ với các bạn một chút xíu về những dạng microphone mà mình thường thích sử dụng. Thứ nhất đó là shotgun microphone. Bởi vì khi các bạn sử dụng những chiếc condenser shotgun microphone như thế này, âm thanh giọng nói của các bạn sẽ được ghi âm lại một cách chất lượng nhất. Và cái hướng thu âm của nó rất là hẹp, nó chỉ pick up những cái phần âm thanh phía trước cái microphone thôi và cắt đi bớt những cái phần tạp âm xung quanh, bên hông hay là phía sau lưng của chiếc microphone. Và cái dạng microphone thứ hai mình thích đó là wireless mic không dây nha, bởi vì cái sự tiện dụng của nó. Nhưng cái nào nó cũng sẽ có cái giá của nó. Với những chiếc shotgun microphone như thế này, chất lượng âm thanh đúng là nó rõ, nó thật, nó đầy đủ bass, nhưng mà chúng ta sẽ không có cái sự tiện lợi. Những chiếc shotgun microphone thông thường các bạn bắt buộc phải sử dụng một sợi dây kết nối giữa chiếc microphone với lại camera của mình. Còn về những cái bộ mic không dây thì đúng, nó rất là tiện lợi bởi vì nó không dây mà các bạn không cần phải đứng quá gần camera hay là các bạn không cần phải sử dụng quá nhiều dây nhợ lòng thòng ở trong cái setup của mình. Nhưng ngược lại thì chất lượng âm thanh của những bộ wireless microphone nó sẽ không thể nào tốt bằng một chiếc shotgun microphone. Cuộc đời này không có cái gì là hoàn hảo hết, cũng giống như con người của chúng ta thôi. Thì để giải quyết được cho hai cái vấn đề đó là chất lượng âm thanh phải tốt như những chiếc shotgun microphone và cộng thêm sự tiện lợi từ những bộ mic không dây, Comica đã cho ra mắt bộ sản phẩm này, CVM VM30. Vì mùa
mua sản phẩm, các bạn sẽ nhận được một chiếc condenser shotgun microphone Super Cardioid, và bên cạnh đó là một cục receiver để các bạn cắm ở trên camera. Cự ly kết nối giữa hai thiết bị với nhau lên đến cả 100 mét. Ok, bây giờ chúng ta test cái độ xa của nó để xem kết nối giữa chiếc microphone với lại cái receiver có ổn định không nhé. Hiện tại bây giờ mình đang set up camera ở tuốt ở trên cái ban công ở trên lầu, và mình đang ở dưới khu vực hồ bơi. Cự ly từ đây tới đó thì chắc là không tới 100 mét đâu, nhưng mà mình nghĩ là cũng khá là xa đó. Và cái khoảng cách từ trên lầu xuống dưới đất nữa. Testing 1, 2, 3. Và các bạn có nghe được mình đang đứng kế bên cái hồ bơi, cái vòi nước nó đang sôi sùng sục. Chắc chắn là chiếc shotgun microphone này nó sẽ cắt bớt cái phần tạp âm đó. Chúng ta vẫn nghe được một chút xíu đúng không? Nhưng nó đã tốt hơn những bộ wireless microphone rất là nhiều rồi. Về phần dung lượng pin thì khi sử dụng ở chế độ không dây, nó sẽ lên đến 7 tiếng liên tục. Khi sử dụng ở chế độ có dây, các bạn có thể sử dụng nó lên tới 50 tiếng liên tục. Tại sao chúng ta lại có thêm một cái chế độ gọi là có dây nữa? Bởi vì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc shotgun microphone này, gắn nó ở trên camera và cắm một sợi dây TRS đi từ microphone cắm trực tiếp vào trong camera luôn, giống như những chiếc shotgun mic bình thường. Với một cái bộ wireless shotgun microphone như thế này thì các bạn có thể lấy được chất lượng âm thanh hay là ghi âm cái giọng nói đầy đủ bass, độ trầm, độ ấm, độ chân thực một cái giọng nói của talent ở bất cứ một cái set quay nào. Trong trường hợp này mình đang cầm chiếc shotgun microphone trực tiếp ở trên tay giống như là một người MC. Tương tự như vậy, các bạn có thể sử dụng nó như một cái setup phỏng vấn ở ngoài đường rất là chuyên nghiệp. Còn hơn là các bạn cầm những cái cục wireless microphone nhỏ xíu như thế này. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Nội cái tư thế cầm chiếc microphone thôi nó cũng đã kỳ rồi, giống như là các bạn đang cầm một cái cục đá hay là một cái cục kẹo gì để nói chuyện với cái cục kẹo vậy đó. Nó không có hợp lý. Về cái sự kết nối giữa hai thiết bị thì mình thấy nó cũng khá là ổn định. Có những cái shot mà mình quay lưng đi thì rất ít nha, chứ không phải là hoàn toàn, rất ít khi nào mà hai thiết bị ngắt kết nối với nhau. Ngoài cái setup là cầm trên tay như thế này thì một cái setup mà mình rất là thích sử dụng mỗi khi quay những cái phân cảnh ở trong studio như thế này, đó là chúng ta sử dụng một cái chân và đưa chiếc microphone ra khỏi khung hình một chút xíu như thế này. Đây là cái vị trí của cái microphone, nhích xuống chút xíu là các bạn có thể thấy ngón tay của mình. Thì với một cái set này chúng ta vẫn có được một chất lượng âm thanh xịn sò chất lượng nhất mà vẫn giấu được cái microphone đi. Nếu sử dụng những chiếc shotgun microphone bình thường thì bắt buộc các bạn phải mua một cái sợi dây TRS rất là dài để cắm từ chiếc mic và chạy dài dưới đất chạy thẳng vào camera. Đó, thì chưa tính tới những cái trường hợp là trong những cái set quay mà có những bạn hậu cần hay là những bạn diễn viên không ý không tứ đi và móc phải cái sợi dây té sấp mặt. Ngoài ra camera của các bạn ngã nè, microphone của các bạn gãy nè. Khi mà thời đại công nghệ đã phát triển quá nhanh và hiện tại bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều sản phẩm sử dụng hệ thống wireless không dây, thì tại sao chúng ta không tận dụng để hạn chế những cái rủi ro mà khi các bạn phải on set. Đến lúc này các bạn sẽ đặt câu hỏi, chúng ta có thể sử dụng cái bộ wireless shotgun microphone này cho những cái set quay professional chuyên nghiệp được hay không? Chắc chắn là có, dựa trên những trải nghiệm của mình với chất lượng âm thanh của nó. Về phần build quality, toàn bộ chiếc shotgun mic được làm từ kim loại nhôm rất là chắc chắn. Ở trên thân mic chúng ta chỉ có hai cái nút thôi. Nút thứ nhất vừa là chế độ low-cut vừa là chế độ mode. Nút thứ hai vừa là power vừa là chuyển chế độ sử dụng dây hay là không dây. Phía cuối của chiếc mic chúng ta sẽ có một nút vặn để thay đổi cái input level để các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh to nhỏ khi ghi âm. Cạnh bên chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C để các bạn sạc thiết bị, đồng thời cũng có thêm một cổng 3.5 để kết nối với camera. Các bạn có thể thay đổi hai mode khác nhau, một đó là normal mode, hai đó là safety mode, ghi âm với hai cái âm lượng khác nhau để chúng ta có thêm một cái file audio backup. Anyway, đó là những trải nghiệm của mình với cái bộ cồn Mica CVM VM30 này. Đường link vào sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Nếu những bạn nào thực sự quan tâm về những cái thiết bị audio, recorder, microphone, chất lượng
thì đây là một cái bộ sản phẩm mình highly recommend. Cảm ơn Komaka đã gửi sản phẩm để mình trải nghiệm và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video thú vị và mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều sản phẩm đặc sắc như thế này nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.